Càng gần đến cuối năm thì nhu cầu tiêu dùng mua sắm của người dân càng tăng cao. Chính vì vậy mà nhu cầu rút tiền chi tiêu càng lớn. Điều này đã khiến cho tình trạng hết tiền của các cây ATM vào dịp cuối năm thường xuyên diễn ra. Trước tình trạng này thì Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng thương mại có biện pháp để không tái diễn việc cây ATM hết tiền dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải tập trung giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM, tiếp quỹ đầy đủ, kịp thời không để các máy ATM hết tiền quá thời hạn quy định nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch tăng lên vào dịp cuối năm, đồng thời có biện pháp phù hợp trong việc cung ứng dịch vụ chi trả lương thưởng cuối năm cho các doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng quá tải ATM. Ngoài ra, các ngân hàng còn có nghĩa vụ tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo mật cho hệ thống ATM, POS của đơn vị mình, có hình thức cảnh báo thích hợp cho các đơn vị chấp nhận thẻ và khách hàng nâng cao cảnh giác với các hoạt động tội phạm sử dụng thẻ gia tăng mạnh vào dịp cuối năm. Theo Nghị định 96 vừa được ban hành, đơn vị nào để máy ATM hết tiền và không đáp ứng được nhu cầu rút tiền của khách hàng sẽ bị phạt lên đến 15 triệu đồng.